Một tràng pháo tay cho các anh chị em của câu lạc bộ tình nghệ sĩ với Hẹn Ngày Về với ba cô miền Nam, ba cô miền Trung và ba cô miền Bắc. Thật đẹp phải không thưa quý vị? Và đằng sau là các thành viên của câu lạc bộ tình nghệ sĩ với cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay phất phới. Một tràng pháo tay thật lớn, cảm ơn các anh chị câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Vâng, kính thưa quý vị, tiết mục kế tiếp là Hòn Vọng Phu. Hòn Vọng Phu là một bài trường ca nói lên ý nghĩa sâu xa nhất của người Việt Nam, kiên cường, bất khuất cùng với chung sức để xây dựng và giữ gìn đất nước. Đặc biệt ở đây nói đến phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng hy sinh và trông đợi, thể hiện qua hình ảnh của người vợ chờ chồng đến hóa đá nhưng mà vẫn hy vọng một ngày về, một sự đợi chờ chiến thắng vinh quang. Nhạc sĩ Lê Thương đã lột tả được hình tượng Hòn Vọng Phu hóa đá chờ chồng trong nhạc phẩm Hòn Vọng Phu 1, 2, 3 mà cho đến ngày nay thì người đời vẫn còn ca ngợi, mà thể hiện được đất nước Việt Nam được hùng mạnh không chỉ là kim chỉ nam mà còn là một sự đóng góp lớn lao của người phụ nữ. Và kính thưa quý vị, đây ca sĩ Kim Khuyến sẽ diễn đạt câu chuyện Hòn Vọng Phu của tác giả Lê Thương. Đường chiến hồng đường xanh tương xơi tàu y đem nhiệt đi vô
Việt Cầm dưới sự dàn dựng của vũ sư Đình Luân, thật là đẹp. Ba chàng và năm vũ công thật là đẹp, phải không thưa quý vị? Và tiết mục kế tiếp là các em trẻ, có bốn em, ba thanh niên và một thiếu nữ trong bản Hồn Thiêng Đất Việt, nhóm Du Ca Lạc Hồng. Xin mời nhóm Du Ca Lạc Hồng. Xin mời nhóm Du Ca Lạc Hồng. Xin mời em. Vâng vâng, chúng tôi được Lạc Hồng. Ơi! Bạn đang ở đâu vậy? Chúng tôi đang ở đây. Xin mời các bạn hãy hội tụ về đây để chúng ta cùng hát những ca khúc quê hương Việt Nam để gửi đến quý vị đồng bào hải ngoại. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những người Việt trẻ sống trên đất cờ hoa, nhưng chúng tôi không bao giờ quên những giá trị gốc của mình là người Việt Nam hơn 4.000 năm lịch sử. Và sau đây sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Giang Đã gắn với Hồn Thiêng Đất Việt. Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay phải bị đánh tới bơ. Thời xưa thiếu nhi đầu ba ba, cờ đau vẫn cao giữa đồng dầu, trò chơi chiến binh trên mình châu.
Đây, nhóm Quỳnh Hoa, dòng máu Lạc Hồng. Xin một tràng pháo tay thật lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong 20 vận cổ của cao nhân lầu từ ngày xưa tới bây giờ mà lưu truyền lại, bây giờ chúng ta cô động lại 6 câu vận cổ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếp theo đây là phần sau phần này là phần sổ số do Bích Liên thực hiện quý vị. Bích Liên sẽ sổ số những cái dãy rất là quý giá mà cô Tina đã xin được từ miền Bắc Cali đến miền Nam Cali bảo trợ cho chương trình Hội Cao Niên. Do đó chúng ta thấy rằng đây là một cái hội rất mạnh, trải dài từ 27 năm với cái sự miệt mài dàn dựng của cô Từ Dung. Xin cho một tràng pháo tay với cô Từ Dung. Nửa đêm truyền hịch những ngày xuất chinh.
xin chớ vội vàng. Và xin mời ban sổ số bước ngay lên sân khấu dùm cho Nhất Phương, không có ngồi ở dưới được nữa. Mời tất cả các chị lên ngay sân khấu. Chị Ngọc Minh bước lên đi đặng. Chúng ta sổ số bài Nhất Phương xin phép nói là chúng ta sẽ sổ hết, chứ không có hát ngang nữa. Chúng ta sẽ sổ hết những cái phần sổ số bây giờ. Và